Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món cơm gà nấu tỏi. Ở đây thì mình sẽ dùng là 500g gạo. Gạo thì các bạn dùng loại gạo mà mình nấu cơm hàng ngày ấy, thì mình đã vo sạch rồi. 500g thịt đùi gà hoặc các bạn dùng đùi gà gốc tư cũng được. Thì phần đùi gà này mình đã lóc xương rồi. Còn thích thì các bạn để xương luôn nha. Mình sẽ lóc xương để mình ướp gia vị ấy, nó dễ thấm hơn. Đó, mình rút cái cây xương này ra như thế này rất là dễ. Mình sẽ dao dọc như thế này rồi mình cắt nó ra thôi, nó đơn giản lắm, không có khó. Rồi, chỉ có cái rút chân gà thì nó hơi khó, còn cái đùi gà nó dễ lắm. Một ít tỏi, tỏi thì mình sẽ đập dập nó ra chứ mình không để nguyên tép, đập dập cho nó thơm hơn nha. Một ít gừng, khoảng một chén hành tây, mình xắt nó hơi to to như thế này. Hành lá, ngò rí, một ít ớt. Phần đầu hành thì mình sẽ cắt khúc. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Tiếp theo thì mình sẽ đi pha gia vị để mình ướp thịt gà nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê ớt bột. Do ớt này cay nên mình dùng ít lại chút nha. Bột ngũ vị hương thì mình sẽ không có dùng nhiều, tầm khoảng chút xíu như thế này. Khoảng 2 muỗng rưỡi cà phê đường, 1 muỗng canh nước tương. Nước tương ở đây mình dùng là của Maggi. Loại này thì nó không có quá mặn, loại thanh dịu. Các bạn dùng nước tương mặn thì mình sẽ bớt lại nha. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm là xì dầu. Xì dầu của Likumki để cho nó màu đậm. Còn không có thì mình thay thế nước tương luôn cũng được. Xì dầu cái màu nó đậm hơn nước tương nhiều lắm. 1/3 muỗng canh. Còn có mình có thể mình dùng thêm nước màu. 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Bây giờ mình sẽ khuấy đều cái này lên đi. Sau đó mình sẽ cho gà vô. Mình ướp thịt gà khoảng 15 phút là được rồi. Mình không cần phải ướp quá lâu. Cái gia vị này mà hồi mình dùng để cho ở trong cơm nữa. Đó, mình thấm từng cái như thế này cho nó đều. Rồi bây giờ mình sẽ để yên cho gia vị nó ngấm vô nha. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo nha. Mình sẽ cho gừng với tỏi vô. Cho cái phần đầu hành này vô luôn. Bây giờ bắt đầu nó hơi vàng vàng rồi nè. Mình sẽ cho hành tây vô. Mình đảo sơ khoảng 1 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Mình vẫn dùng cái chảo này. Giờ cho đùi gà vô. Để lửa lớn áp chảo sơ cho nó săn, nó thơm lên. Chủ yếu là mình làm cho cái da nó thơm lên đó. Nó hơi vàng xém xém đó, thì mình nấu cơm nó ngon hơn. Mình thấy được rồi nè các bạn, mình sẽ tắt bếp nha. Đó. Tắt chảo sơ như thế này, mình nấu cơm nó thơm ngon hơn. Hiện tại thì đùi gà nó vẫn chưa chín nha các bạn. Nó chỉ mới chín được tầm khoảng 40% thôi. Mình cho gạo vô nồi nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho cái tỏi, gừng, hành tây vô. Mình cho hết cái phần nước sốt ướp gà nãy còn. Mình lấy nước lọc mình tráng trong đây luôn cũng được. Tùy theo gạo lượng nước sẽ khác nhau nha các bạn. Cái này các bạn tự canh mình điều chỉnh.
Mình trộn lên cho nó đều gia vị để hồi cho gạo nó thấm nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ cho gà vô. Gà thì mình sẽ để trên mặt đó. Nhìn nó giống như mấy cái nấm bào ngư vậy các bạn. Mình sẽ cho thêm ớt vô đây. Ớt nếu như các bạn sợ cay mình đừng có đập nó ra. Kiểu như mình để gì nè cho nó có cái mùi thơm á, nó khử tanh. Rồi mình châm cái lượng nước theo gạo nha. Cơm thì mình đã nấu chín rồi. Các bạn lưu ý á, cơm sau khi mà nó nhảy nút á, thì các bạn cũng đừng có dỡ nắp ra liền. Mình vẫn để đó và mình ủ thêm tầm khoảng 15-20 phút nữa cho nó chín hẳn nha. Bây giờ mình sẽ gắp mấy cái đùi gà ra để mình xới cơm lên. Cơm rất là thơm luôn các bạn. Mình cho hành lá ngò rí vô. Mình trộn vô cho nó thơm. Nếu như các bạn thích dầu mè, mình cho ít dầu mè vô cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ cho ra tô nha. Cái tỏi á, mình nấu chung với cơm á, nó mềm luôn với cơm rồi. Chỉ có gừng á, là nó còn nguyên miếng nè. Mình cho đùi gà lên, đùi gà mình có thể mình cắt nhỏ ra cũng được. 500g đùi gà thì mình nấu tầm khoảng 500g gạo hoặc có thể là ít hơn tùy theo các bạn. Mình có thể cho lên đây một ít ngò rí hoặc là hành lá, mình chẻ cái đầu. Mình chẻ nhỏ nhỏ ra cho nó đẹp. Món cơm gà nấu tỏi của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Rất là đơn giản và nhanh gọn luôn. Gà thì thông thường nấu được rất là nhiều món. Nó hợp với cái món cơm nữa. Màu da cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Trong đây mình nấu có hành tây nên thành ra cái cơm nó ngọt lắm. Hành tây nó tiết ra. Hạt cơm vừa ăn các bạn, không có bị mặn, rất là thơm luôn á. Thì công thức này các bạn có thể nhìn thấy là mình dùng tầm khoảng gần 2 muỗng canh tỏi. Nhưng mà khi mà cơm mình nấu chung với tỏi á, thì nó kiểu như nó không có bị nồng mùi tỏi. Do tỏi nó chín rồi, nó chỉ thơm nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là nó nồng giống như là tỏi sống. Nên các bạn yên tâm. Hoặc mình sợ thì mình có thể là ít tỏi là cũng được. Cái thịt đó nó cũng vừa ăn nữa. Hôm nay thì mình ướp nó vừa thôi chứ mình không có ướp quá mặn. Do mình dùng gà công nghiệp thì chắc chắn nó thịt nó phải hơi mềm chút rồi. Cơm hiện tại nó còn hơi nóng á, nên kiểu như nó sẽ chưa có được ráo. Hồi nó hơi nguội chút xíu thì nó sẽ ráo hạt cơm hơn. Nhưng mà cơm gì nó cũng không bị nhão đâu các bạn. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.